Ngày 20 tháng 7, hàng trăm người biểu tình đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq. Họ trèo tường, phóng hỏa để phản đối sau khi cảnh sát Thụy Điển phê duyệt một cuộc tụ tập đốt kinh Koran. Văn phòng báo chí Bộ Ngoại giao Thụy Điển cập nhật thông tin là tất cả nhân viên tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad đều an toàn. Họ cũng lên án vụ tấn công và nhấn mạnh chính quyền Iraq cần bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao. Một loạt video cho thấy nhiều người tụ tập xung quanh Đại sứ quán Thụy Điển lúc khoảng 1 giờ sáng 20 đến 7 giờ địa phương, hô vang các khẩu hiệu và xông vào khu phức hợp Đại sứ quán khoảng 1 giờ sau đó. Các video cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà trong khu Đại sứ quán và những người biểu tình đứng trên mái nhà. Bộ Ngoại giao Iraq cũng lên án vụ đột nhập và cho biết chính phủ Iraq đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, xác định thủ phạm và buộc họ phải chịu trách nhiệm. Theo các nhân chứng của Reuters, sáng ngày 20 tháng 7, lực lượng an ninh đã được triển khai bên trong Đại sứ quán Thụy Điển và khói bốc lên từ tòa nhà nói trên khi lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Hầu hết những người biểu tình đã rút, nhưng vẫn còn vài chục người làm vả bên ngoài Đại sứ quán.